Từ từ. Con chào chú luôn. Dạ thì chú ơi, thì mấy cái clip trước á con có quay lên á thì khán giả cũng như quý cô chú anh chị cũng có chú bữa đó chú có đem cái bình rượu thuốc ra chú. Rồi chú nói trị này thần kinh tọa nhức mỏi gì, rồi quý cô chú anh chị thấy vậy muốn hỏi thăm chú cái đơn thuốc á, vì người ta cũng có bệnh đó chú. Chú có thể chia sẻ cho cô chú anh chị biết được không chú? Dạ. Bây giờ to thuốc đem ra luôn hả chị? Dạ chú lấy cái bình rượu thuốc với to thuốc luôn chú. Là người ta chú tự kê đơn luôn đúng không? Ở đây thì cô bác anh chị hôm qua là một người chú ở đây là ở dưới đồng quê, thì đương nhiên thì trải qua những cái việc làm với mà cái ngày lao động thì nó cũng vất vả, nó dễ bị xương khớp nhức mỏi á, thì nhất là bị thần kinh tọa. Thì ở đây là chú là có một cái toa thuốc rất là hay, thì uống là chị bị thần kinh tọa rất là tốt. Đây cái bình rượu thuốc của chú đây này của chú anh chị. Cái bình gì thuốc là chú uống tới nay là gần như là nó cũng cạn, chưa trăm vụ hả chú? Thì thôi bây giờ thì chú chia sẻ cái bí quyết mà ngâm cái vụ thuốc này, những cái thành phần ở bên trong để cho tất cả những cô bác biết và để trị bệnh cái căn bệnh mà thần kinh tọa một cách tốt nhất hả chú? Rồi đó, là đi chú chia sẻ đi chú. Rồi thần kinh tọa hồi đó là tôi cũng chưa biết, tôi là đó tôi cũng làm ăn cũng đỡ lắm. Cái mới bệnh là phát hiện lên thần kinh tọa này nè. Mình không biết chứng bệnh hồi đó, bác sĩ cũng không mấy gì giỏi đâu, đâu biết là ví dụ là thần kinh tọa này đâu. Rồi tôi mới nằm trên bao. Tôi nằm trên bao thấy là ông kia, cái đây tôi là nói bằng là tôi là sự thật không, tôi có nói với người ta ở trên dòng dưới dòng người ta cũng biết hết trơn á. Tôi thấy ông kia đó, ổng tóc bạc, ổng râu dài lắm. Xuống từ đó là xuống dưới đây. Ông nói bệnh sao á, đi hướng đó đó mới hết, đi chỗ ông đó là tên Tà Tọn, ông nói vậy đó. Tà Tọn hả chú? Tà Tọn, ông là người Tiều á, Lai Tiều đó, ông chẳng nói Tà Tọn rồi tôi đâu có biết Tà Tọn ta mẹ gì đâu. Nghe nói vậy thôi, mới sáng tôi thức dậy, cái một sáng bắt đầu tôi kêu, tôi có bạn chỗ đất cái bên đây đó bán cho người đó đó. Tôi kêu chở tôi đi, để bây giờ đi hỏi, nói đi hướng đó mới hết chứng bệnh này. Rồi đi tới bệnh bắt đầu vô đi tới người ta, nhà người ta ở trước cũng bán hủ tiếu mì đồ để cho mấy người đi mà trị bệnh đó. Rồi mấy ông nói ông dọn đấy, thằng kinh tọa đó. Rồi tôi mới đứng ngồi, tại vì tôi đi đâu mà được, tôi đi ho thí dụ mà muốn ho phải dịnh, không dịnh là như một con cá lóc mình lấy cây mình chui vô nó gung thịt vậy đó. Đau luôn chú, trời nó đau, nó nhức, nó ngổ lắm. Bởi vậy mới người ta nói thần kinh tọa nó ra sao vậy chú. Bắt đầu mới ông đó hỏi tôi vậy đó, bây giờ chú khỏi nói gì hết trơn để tôi chỉ bệnh cho chú đó đó. Trong mình chú hồi lần đầu á thì nhức lân rồi sau này nó xuống tới hai bên khô này. Sau này nó tới giò. Giò này nó đã rồi, nó phóng qua bên đây là nhiều á, phóng lên phóng xuống đó. Nói người nói ủa ông này đâu phải ở trong mình tôi đâu mà sao ông nói sao ngay bon vậy. Chú có tiền không, hỏi cho đó nói tôi có đem tiền lại một thang rồi đó, hồi lần đầu chỉ có 80 ngàn. 80 ngàn hồi đó nó dữ lắm. Mới ông đi kêu tôi đi chợ, ông móc thuốc, ông mua cái thuốc này nè. Mua cái thuốc này cho tôi. Rồi người kia bắt đầu người ta nhậu đó, rồi tôi xin coi tôi bệnh đó, tao cũng có to, tao móc to đó ra, cái này tôi lại tôi ngâm rồi tôi uống rồi mà tôi thấy là đã hết rồi. Còn ông kia móc to ra cái một tôi thấy tao nói thần kinh tỏ, tôi cũng khôn khéo, tôi mượn coi, ổng đương nhậu tôi mượn coi cái một tôi chạy đi tôi phô tô liền, lại tôi trả ổng. Mới có to này đó. Bởi vậy thì cái to bây giờ đâu rồi chú? Dạ chú có thể chia sẻ cho bà con mình cũng như mình giúp người đi chú có thể chia sẻ được không chú? Giúp người đó tôi giúp nó nhiều quá rồi, bây giờ cái vụ thuốc này nó đến tới Trà Vinh, tới Bình Dương, thành chú, phố chú cũng chia sẻ nhiều lắm rồi hả chú? Rồi ở đây tôi chỉ là cho bài thuốc này tôi chỉ hết, bây giờ không dám nói nhiều, nói cỡ 20 người. 20 người ở gần đây theo xóm này hỏi, bây giờ có nói thần kinh tọa rồi chỉ là qua tôi không. Nghe ra bệnh đó là chỉ lại tôi không.
vậy với chú là chú chia sẻ cái thang thuốc, cái tô thuốc cho cô bác đi chú. Dạ, vợ tôi nó bỏ vô tủ sợ y tế nữa là không có chìa khóa để nữa. Một cái tô thuốc mà bỏ vô cái tủ kính vậy hả cô? Dạ, kính. Không, dạ. Kính là không được to này. Nó hiếm. Dạ. Người ta lại người ta mượn không à. Mấy loại thuốc này chắc kiếm vòng vòng hay là đi ra ngoài chợ mua cô? Cái này là to hồi đó đi thầy. Dạ. Đi thầy, đi ông thầy đó Úc ổng rồi người ta bắt mạch đắt gì đó rồi người ta cho. Mới cho to đi mua. To này con người khác không biết đừng có nói. Người ông kia đâu biết ta. Chia sẻ ha. Có thằng canh tỏ này uống rất là hay. Cái này là mình tôi ngâm rượu đúng không chú? Ngâm rượu á. Ngâm là bao nhiêu lít chú? Một thang vậy ngâm 5 lít rượu. Một thang 5 lít rượu. Tức là thang thuốc này mình phải đi tới chỗ mình mua hay sao chú? Đi tới chỗ mua. Dạ. Và đường chỗ Sóc Trăng đó. Đi tới chỗ mua một thang vậy mày là 500. To nó có số tiền bạc nó to gốc của tôi đó. Này nó có gốc. Có sẵn. Còn cái này á là photo để người ta lại. Trời ơi con nhìn. Là... Con nhìn vô đây ông nội con cũng không biết chữ này là chữ gì luôn vậy đó. Thuốc đã thuốc hay mà. Không đó. À. Là thuốc này nó hay rất là hay. Đó là rồi photo để cho người ta. Tôi hết rồi bắt đầu tôi cái tô thuốc cho chị. Vậy con không biết con coi đúng hay là sai, nó có ngược hay là nó đúng chiều nữa. À. Cái này chú đọc lên được không chứ con là không bó tay rồi. Tiếng này đâu có biết có người cái, chữ này chữ tàu không là sao không là chú cũng biết luôn à. Chú chỉ đem ra tiệm thuốc tàu thôi. Rồi đi người ta bắt đầu người ta coi từng món từng món gì đó chú. Rồi ơi, vậy nói chung là mình cầm cái tô thuốc này mình ra cái tiệm thuốc bắc đúng không chú? Dạ. Dạ để con là người ta coi người ta sẽ biết. Dạ. Vậy để con quay trực tiếp cái này rồi có cô bác nào lại tiệm thuốc tàu á rồi mua. Hình như là một cái to này là 450.000 đúng không chú? 500.000. Tôi dạ. Đi mua là tôi đi mua 500. Tôi đưa to người khác đây là nó ăn là 550. Dạ. Dạ. Tôi không được đấy, tôi đưa to đây nó ăn 550 liền, còn tôi đi thấy mặt tôi. Nó cho tôi đó làm tiền sao nó kiếm tiền nước tiền non vậy tôi. Đây thì cô bác anh chị á thì chú cũng không biết chữ tàu với Phong cũng biết luôn. Thì bây giờ Phong để trên đây á thì Phong quay trực tiếp ở đây là khi nào cô bác đi tới tiệm thuốc tàu á thì đưa cái số tiền nó cái, có sẵn, giá là nó lên cái tờ giấy này lên thì cho tiệm thuốc tây là biết kê về rồi cô bác anh chị là cứ 5 lít rượu á thì ngâm hết tất cả những cái trong cái to này. Dạ thôi con chào cho cô nha. Tôi nói thêm nữa để tôi dễ cho là ngâm rượu đó ha, thí dụ một bình với 5 lít ha. Mình kiếm rượu gốc á mà nhưng rượu gạo mà nó rượu tốt á đừng có rượu là còn không được mà mua đúng là rượu gốc mới pha vô nó không hư thuốc nó không hư thuốc rồi mình đổ 5 lít vô rồi xong khoảng cái chừng một tuần lễ mình uống rồi thí dụ mình uống từ từ vậy đó rồi còn như mình thấy cảm gần hết mình đổ vô cái chai chai mình đây rồi mình để mình đổ vô thêm 2 lít nữa hai lít thêm nữa cần nó cần hết á một tô là lúc đầu là 5 lít là xong mình uống hết rồi sắp hết rồi mình ngâm vô 2 lít nữa uống gần hết á dạ. Bắt đầu mình để vô thêm 2 lít nữa còn cái này là thành ra nó phô tô thành ra nó theo thành ra nó lấy không có đủ thuốc thành ra còn cái thô gốc này thành ra nó lấy đủ thuốc thành ra bởi vì nó mắc hơn mình ngâm vô thêm 2 lít nữa rồi chúng chia sẻ thêm đi cho rồi còn mình không có tiền nữa mình chưa kiếm tiền kịp mình thêm 2 lít nữa cũng được tới nước nhì nước thứ ba là thứ ba luôn rồi nước là nước hết rồi thế chú ơi con biết mấy cái loại thuốc này mà khi ngâm mà đến đạt một cái hiệu quả tốt nhất á thì cần một cái khoảng thời gian mà nếu con nghĩ là chắc càng lâu nó càng da nước cốt nó rất là tốt đúng không chú? Đúng phải rồi cái thuốc này dễ biết lắm tôi nói bây giờ tôi đi coi người ta bệnh đó, người ta nói tôi nói đứng bệnh tôi nói chừng nào là tôi nói sai rồi cái đó là chứng bệnh đó không phải là thần kinh tọa. Còn tôi nói là đúng rồi khỏi nói đây tôi nói là nói với tôi nhằm cái tôi thấy đi tướng đó tôi còn muốn biết nữa tướng đi á. Chú ơi cái thuốc này ngoài thần kinh tọa rồi còn có đau nhức xương khớp gì được không chú? Nó đầy đủ nó chỉ là biết bao nhiêu trong là cái một món đó một chữ đó là một món thuốc nó là lấy là trong là nó bán nó lấy hết luôn tất cả cái nào cũng nó lấy hết trơn bóc người chút đủ món chứ coi từng món chứ không phải như thuốc ta đi hộp chai này bóc đi đó, này nó lấy lại còn này đi bóc này chút bóc thằng kia chút bóc mà bóc rồi nó lên coi theo đủ món
như là một ngày như vậy là mình uống mấy ly chú hay là sao? Ăn thí dụ mình sáng sớm nhất à, cái, nó hay nhất là cái bao thuốc gụ nè, có chữ gì có nè, có cái bao đó nè, đại theo rồi còn bên đây nữa, này là nó gói đó. Cái này là miếng giấy gói thôi. Không, miếng giấy gói à. Cái này cái dạ, mà nó đẻ theo dạ, cái thuốc nè, nó theo chứng bệnh nó có đủ thứ á. Dạ, chứ không đâu, không phải đâu. Cái này để chứng bệnh thôi chứ không có để mà cái tên loại thuốc. Chú mình uống như thế nào, một ngày là mình uống như thế nào chú, mình uống mấy ly? Thí dụ á, bệnh mà có chứng bệnh uống nhiều ly chừng nào càng tốt, lấy thí dụ sáng đi, sáng sớm mà mình chưa ăn cái gì hết trơn á, bụng mình còn nguyên vẹn đó. Đó ha. Quốc vô một ly thủy tiên này nè, ly nhỏ mình đó. Dạ dạ, ly uống bắt đầu nó vô, nó chạy theo gân mình, nó thấy khỏe luôn, nó vô tụt, nó vô nó vô vậy đó. Rồi mình xong rồi ha, vừa mình uống cốc vô xong rồi mình kiếm bánh mì, mình cho nó tháp nó tử mình để mình nói vậy đó. Ăn bánh mì một ổ hoặc là xôi một chút cũng được. Mà thuốc này á, uống vô rồi ngủ dữ lắm. Ăn được lắm, ngủ được lắm, đời ngủ được. Trời ơi, thôi. Nó bộ máu bộ gì đủ thứ. Nó có đủ thứ ở trong đây đó. Rồi uống vô mấy người mà khoái ngủ hết rồi, ngủ tối ngày luôn. Rồi đói bụng ăn liền liền. Dạ. Đó, thuốc đó nó khỏe vậy đó. Dễ mặt đó. Tôi bệnh nó chứng bệnh tôi đi không nổi, tôi đi tướng tôi không nổi nữa. Mà tôi uống chỉ có 5 ngày một tôi bên tới cho nó hết, nó bớt, tôi ngủ được, ăn được đó tôi bên. Ủa. Trời ơi. Mẹ mày ơi, nó hết rồi. Nó bớt quá xá bớt rồi mới giật mình lại, một ngày uống cỡ 5-6 ly rồi hết lên không nổi, rồi hết bắt đầu hết thì... thuốc tôi đi mua nữa. Ta nói ủa sao mau quá vậy. Dạ. Giật mình lên, ủa sao vậy, mau hay sao mau, sợ chú là kiếm tiền không kịp á mà mua. Dạ. Oh, vậy đó. Trời ơi, tôi sợ mà tôi hết luôn. Dạ, nó hết. Bệnh nhiều quá, 3 thang còn mới là phát hiện á, chỉ một thang một á. Dạ, một thang một nhiều là mình uống 3 thang là mình sẽ hết chứ. Mà uống liên tục luôn á. Dạ. Phải mà nhiều á là mình có tiền mình quất hết thang này quất thang kia, chừng nào mình thấy hết thẳng rồi. Dạ. lâu mình mua một thang uống nữa, mình cứ trực tiếp mình đừng cho. Dạ. Dạ, đúng rồi. Ví dụ như mình hết đi rồi mình cũng vẫn uống bình thường mà uống hết. Dạ. Lại. Dạ. Dạ. Vậy đó, uống nhiều nào càng tốt. Dạ. Này vậy là chú uống mà chú hết mà chú không biết luôn. Uống. Có 5 ngày mà nó bớt. Yeah. Ra mình đi cái nhức cũng như là người ta lấy mà cây ghim vô vậy đó, nhức tới vậy đó. Yeah. Thật mà cung luôn á. Dạ, tức là nay là chú khỏe luôn rồi. Dạ. Yeah. Được cái thuốc này nè. Dạ. Một xóm này đừng nói một xóm này, cả đi tới cái chỗ khác luôn cũng biết là to thuốc của tôi luôn. Lại mượn. Thì hôm nay thì tụi dạ. Con thì nghe được chú chia sẻ thì một cái to thuốc rất là quý báu. Mà biết bao nhiêu người á thì ở dưới đồng quê Việt Nam của mình á thì ai cũng là lao động chân tay là rất dễ bị bệnh giống như chú. Thì chú đã chia sẻ rất là tận tâm, thì mong rằng dần á một cái liệu trình thuốc này, một cái to thuốc này sẽ giúp cho tất cả những cô bác là có một cái trường hợp giống như chú là sẽ không còn chịu những cái cơn đau, những cái cơn nhức nữa. Dạ, tụi con chân thành cảm ơn, gửi lời cảm ơn của tất cả những cô bác sẽ sử dụng cái to thuốc này. Cảm ơn cô với chú rất là nhiều luôn. Dạ. Yeah. 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 Tôi đây á, vừa tôi đây cái một cái photo cho người ta thấy á, người ta xin tôi photo cho thím ở đâu lận. Yeah. Dạ. Tôi ở bên Bạc Liêu mà đi mằng ở Bình Dương á, bệnh toàn là thần kinh tọ không, cái này là đúng rồi nè. Tôi photo 10 tờ, tôi photo cho luôn. Người chủ là người photo thấy to thuốc không lấy tiền luôn. Cho tiền tôi cam cũng lại, tôi có tiền của tổng còn cho thêm nữa, nói dòng họ của chị toàn là bệnh thần kinh tọ không á. Thế thì mình còn photo nhiều không chú? Tôi là góc đã dành cho tôi. Này góc nè. À. Dạ. Vậy cô có thể cho tụi con nè. Một qua tờ đi. Một tờ. Dạ. Người tờ đây. Chú cho con mượn cái bản gốc đi chú. Dạ. Bản gốc. Con tờ luôn. Mà cầm cái bản gốc á, bản gốc của tôi á. Nhưng người nào mà cầm cái tờ này đấy, nó cho có, nó lấy có 250 à. Mà khoảng đi chủ giống nhau đi mà nhưng là lấy là cho đủ là thí dụ 500 gì đó. Nó đi lấy thứ mạnh chút. Rồi, cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. À, đây là có cái tô thuốc thì Phong cũng đã giữ ở đây rồi các bác anh chị ạ. Thì Phong cũng cảm ơn tất cả những cô bác đã theo dõi và xem video của Phong. Thì mong muốn thì cô bác nào có bị bệnh giống như trường hợp với của chú ở đây á thì sớm sẽ hồi phục
sẽ không có còn bệnh tật nữa, sẽ có một cái sức khỏe lúc nào cũng tốt, ổn định và lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu nhé.